Vâng, xin chào mừng các anh chị đã quay trở lại với Bất Động Sản Ước Mơ. Trên màn hình anh chị đây đó chính là ngôi nhà chúng ta sẽ xem ngày hôm nay. Một ngôi nhà nằm cách khu tái định cư Quan Triều chỉ khoảng 30m thôi. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 50,2m2, được chia làm 3 tầng với bàn giao những cái nội thất cơ bản như trên hình. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần chi tiết, quay phía bên trong căn nhà để anh chị có thể hình dung rõ hơn căn nhà cũng như là vị trí của căn nhà này. Ở đây thì rất tiện lợi, gần với các trường học. Có 3 trường là trường mầm non, rồi trường cấp 1, cấp 2 Hoàng Văn Thụ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi xem chi tiết từ bên ngoài đường đi vào. Trước cái chỗ biển xanh xanh kia là chỗ trục chính của đường ga. Đấy. Đây là trường trục chính đường ga, sẽ vào khoảng độ 20m thì đến là trường mầm non Quan Triều luôn này. Đây, trục chính đường ga, trường mầm non Quan Triều đây. Đấy, thì đây là cái ngã tư này. Thì đến cái chỗ khoảng cái xe máy xúc kia thì rẽ vào ngõ. Đấy, đến cái khoảng cái xe lu kia thì rẽ vào trong ngõ. Thì đến cái vị trí của cái nhà này. Đấy, cách trục chính này. Cách trục chính khoảng độ 100m. Các cửa hàng kinh doanh này. Rồi. Đây là cái đình Quan Triều. Đấy, chúng ta sẽ rẽ vào cái ngõ đường đình Quan Triều này. Đấy, đường ô tô đi thoải mái. Đường vào đây, đường rất là rộng. Ngôi nhà cuối cùng kia, ngôi nhà cuối cùng, nhà hai mặt thoáng. Thì bên cạnh của cái ngôi nhà đấy thì gia đình họ đã dọn đến ở rồi. Đây là cái đường đi chung này. Đường đi chung khoảng độ 6m. Đây, gia đình bên cạnh hàng xóm này. Rồi. Ngôi nhà diện tích 50,2m2. Bàn giao đầy đủ nội thất. Khu vực bếp này. Đằng sau này. Đây là phòng khách nữa. Nhà vệ sinh. Trên này đây, một phòng vệ sinh này, một phòng ngủ. Một phòng ngủ khép kín này, hướng ban công nhìn gia đình Quan Triều rất là gọn gàng. Tôi còn lên tầng trên. Tầng trên này thì cũng có một phòng ngủ và một phòng thờ. Đây là phòng ngủ tầng trên, rất là gọn gàng.
thiết kế hợp lý. À, phòng thờ. Một phòng thờ. Đây là khu vực sân phơi. Đây đường đi chung đi vào này.